Xin chào tất cả mọi người, em là Tình Hàng Bãi ở tại Con Tum mọi người nhá. Thì hôm nay em lên review cho mọi người một ít cái đồ hơi này, đồ nguồn này các bác này, và bóng đèn này, ti thủy lực, đồ lằng nhằng rất là nhiều các bác nhá. Hôm nay thì đồ gọi là đồ chất, đồ DIY, đồ lung tung beng hết các bác nhá. Đấy, đồ lung tung beng hết, đủ loại thập cẩm luôn cho các bác nhá. Đấy, và hôm nay em sẽ thanh lý một số món đồ nữa. Thì bác nào có nhu cầu xem ưng hợp nhãn món nào thì cứ alo em vào món đấy các bác nhá. Các bác cứ alo nhá. Ở đây thì em có rất là nhiều đồ các bác nhá. Em sẽ quay từng loại một cho các bác và các số báo danh đầy đủ các bác nhá. Các bác mua món hàng nào thì các bác đọc số báo danh rõ ràng lên giúp em nhá. Đấy, các món đồ ở đây nó đều có số báo danh hết nên là các bác có nhu cầu alo. Đấy. Nó có mã số được các bác nhá. Đọc số báo danh thì em gọi cho nó mỹ miều tí giống như kiểu là hoa hậu thôi. Chứ còn thực chất thì nó chỉ có mã số thôi. Rồi bác nào có nhu cầu thì alo em nhá. Giá tiền thì em đã trên từng cái món hàng rồi. Bác nào có nhu cầu cứ alo. Rồi, em sẽ quay từng món cho các bác xem nhá. Rồi. Đầu tiên ngày hôm nay thì cái món hàng đầu tiên có nghĩa là cái món hàng tiền đầu đây của các bác đây. Thì đầu tiên hôm nay em lên cho các bác một con nguồn tổ ong. Điện áp vào của nó là 220V, điện áp ra của nó là 15V 2A. Thì cái này có thể tận dụng các bác về sạc bình ắc quy được. Đấy. Điện vào đây nhá các bác nhá, em đã câu sẵn là điện vào này, điện ra đây các bác nhá. Đấy, các bác về cứ thế lấy điện vào điện ra thôi. Hai dây đỏ, hai dây vàng này, cộng trừ rõ ràng đúng các bác nhá. Rồi, thì cái này con nguồn đầu tiên 15V 2A này có giá là 70.000 các bác nhá. Số 1 70.000. Và lưu ý nhá, em đi đơn từ 100.000 đổ lên các bác nhá, từ 100.000 đổ lên thì các bác em mới đi đơn giúp em nhá. Bởi vì em bán thì lợi nhuận nó không bao nhiêu hết cả. Nên là đi đơn từ 100.000 đổ lên các bác nhá. Rồi. Tiếp theo con nguồn mã số 2. Mã số 2 ở đây là một con nguồn đằng sau nó là nhôm tản nhiệt hết các bác nhá. Đấy, con nguồn này là điện áp vào của nó 220V, điện áp ra của nó là 24V 4,5A các bác nhá, 4,5A. Đấy. Con này thì made in Japan các bác nhá. Đấy, con nguồn số 2 này rất rẻ thôi, bán cho các bác giá chỉ 90.000 thôi các bác nhá. 90.000 con nguồn này thôi. Con nguồn này thì nó có chiếc áp chỉnh này các bác này. Đấy, nó có chiếc áp chỉnh này, các bác về có thể chỉnh nhá. Rồi, số 3 này thì em có hai con này nặng dã man luôn. Con nguồn này nó nặng kinh khủng luôn. Số 3 này thì em có một con nguồn điện áp vào của nó 220V, điện áp ra của nó là 24V 6,5A. Tất cả ở đây thì nó sẽ là điện ra là DC các bác nhá. Và con này á nó là made in Korea các bác nhá, Hàn Quốc. Đấy, Hàn Quốc này các bác. Ngon lành chưa? Rồi, con này em bán cho các bác này, con này em bán cho các bác giá bao ok luôn cho các bác. Giá chỉ có 130.000 con 6,5A mà nặng như thế này, giá chỉ có 130.000. Và bao các bác hoạt động đầy đủ các bác nhá. Có chiếc áp chỉnh luôn. Đấy, có chiếc áp chỉnh luôn các bác nhá. Đấy, rất là xịn sò luôn. Rồi, có 130.000 thôi. Bác nào có nhu cầu nhanh tay nhá. Rồi, tiếp theo số 4. Số 4 ở đây em có một con nguồn là 24V 3,4A, điện vào 100 đến 240V các bác nhá. Made in Japan này các bác này, made in Japan. Thì con nguồn này rất là to. Dù là 3,2A nhưng rất là to các bác nhá. Cái loại này thì nó bền lắm. Cái loại nó bền lắm, cái loại Cosel này nó bền lắm các bác ạ. Đấy, thì con này á em bán rất rẻ thôi các bác, giá cũng chỉ 90.000 thôi. Số 4 này có 90.000 thôi, điện có chiếc áp chỉnh các bác nhá. Đấy, chỉ có 40.000 chỉ có số 4 là chỉ có 90.000 thôi, quá rẻ luôn rồi. Đấy, bác nào cảm thấy hợp nhãn thì mua nhá, còn cảm thấy hơi cao thì thôi các bác thông cảm giúp em nhá. Rồi, tiếp theo, đây là một con nguồn này cực kỳ VIP, cực kỳ xịn sò luôn. Con này điện vào của nó là 100 đến 220V, điện áp ra của nó là 24V 10A các bác nhá. Các bác nhìn này, cái khối ở bên trong này nó cực kỳ to luôn, đến nỗi là cả một cái khối từ kéo từ đây đến đây là một khối nhôm nặng cực kỳ luôn, khối nhôm để tản nhiệt các bác ạ, phê luôn. Con này made in Japan nhá, Cosel này. Con này là điện áp vào của nó là 220V, điện áp ra đây, điện áp ra của nó là 24V 10A. Con này em bán con số 5 này cực kỳ xịn sò luôn, em bán cho các bác giá là 200.000. Tất cả từ những cái biến áp xung đồ này nọ, con này rất là xịn. Đấy. Rồi, tiếp theo con số 6. Con số 6 là nguồn Mewil. Con này thì made in China sản xuất cho các bác nhá. Con này thì là thuộc hàng VIP của hệ này đấy. Con này có thể sử dụng được 220 đến 240V, hiện tại đang để nấc 230V để cắm điện bình thường nhá. Con này điện áp ra của nó là DC 24V. Đấy, con này có chống quá tải các bác nhá. Con này nó có chống quá tải, khi mà quá tải nó tự nó ngắt này. Cái con nguồn này xịn lắm. Con nguồn này trên hãng thì các bác cứ mở tra lên nhá. Nó phải gấp 5 lần tiền người này. Là ít đấy, các bác lưu ý nhá. Con này thì em đang bán cho các bác này, có chỉnh chiếc áp nhá. Con này mã số 6, giá là 140.000 thôi các bác nhá, 140.000 con nguồn này thôi. Đấy, nhôm hết này các bác này, xịn sò con bò. Rồi, số 7.
Số 7 là một con nguồn có quạt tản nhiệt này, xịn chưa? Rồi, con này á là nhôm toàn bộ. Này, nhôm toàn bộ nhá. Đấy, nhôm toàn bộ. Cả cái mặt này nhôm toàn bộ. Đây cũng là nhôm. Trên đây nó cũng là nhôm luôn. Con này là của Mewil. Con này điện áp vào của nó là 100 đến 240V, điện áp ra là DC 7,5V 26,7A thì nó chỉnh được từ 5,7 đến 7,9A. Đấy, 7,9V các bác nhá. Các bác có thể mua con này xong bác cũng về mua thêm một cái mạch hạ áp nó về xài 5V thì quá là đẹp luôn, quá là ok luôn. Em bán chỉ có số 7 chỉ có 150.000 con này thôi, có quạt tản nhiệt đồ này nọ, con này quá xịn luôn mà giá rẻ. Bác nào hạn cảm hợp nhãn thì cứ alo. Số 8 em lên cho các bác một con nguồn, con này là made in China sản xuất này các bác này. Đấy, made in China sản xuất. Các bác nhìn cái dàn tụ đã thấy phê rồi, 1 2 3 4 5 6 7 cái tụ. Đấy, các bác nhìn này, cái dàn bên trong này các bác này. Xịn sò chưa? Con này nặng lắm các bác, con này nặng lắm, con này nặng hơn 1 cân lận. Con này là mã số 8, con này điện áp vào của nó là 100 đến 240V, điện áp ra của nó là 12V 16,7A các bác nhá, có thể chỉnh được. Các bác đây này, lưu ý là có thể chỉnh được nhưng mà cái chỉnh nó ở trong đây các bác nhá. Các bác phải tháo cái mặt ra mới chỉnh được này. Đấy, nó ở trong đây này. Đó. Rồi, con này em bán cho các bác giá là 200.000, 12V, con này 200.000 thì quá là tốt luôn rồi. Đấy, nặng lắm các bác ạ, con này xịn. Rồi, tiếp theo mã số 9, con này là của Siemens các bác nhá, Siemens. Đấy, của Siemens. Siemens này không phải sản xuất ở China đâu nhá. Australia các bác nhá. Cái gì này? Đấy. Rồi, điện áp vào của nó là 240V đến 230 đến 240V thì cái vào điện áp bình thường các bác nhá. Rồi, con này điện áp ra của nó là DC 24V 10A. Giá mã số 9 của Siemens này cực kỳ xịn luôn. Để các bác xem này. Linh kiện nội thất này. Những con Siemens này thì rất là xịn rồi, con này nó thuộc hàng của quân đội này. Mã số 9 giá là 190.000. Mã số 10 thì con này to hơn nhưng mà bị bể các bác nhá, bị bể. Đấy, bị bể đây. Đấy, cũng là Siemens các bác nhá, Siemens luôn. Điện áp vào của nó là 230 đến 240V, điện áp ra của nó là 24V 10A luôn. Con này em chỉ bán cho các bác giá là 150.000 thôi. Con này chỉ bán 150.000 thôi. Và mấy con này thì em bao sống hoạt động tốt luôn nhá. Rồi, mã số 11. Mã số 11 của em ngày hôm nay là cái con này thì em còn rất nhiều các bác nhá. Lưu ý nhá, các bác mua 3 con, 4 con, 5 con cái loại này đều có các bác nhá. Các bác thậm chí là các bác mua 10 con cũng có và giá đang rất là tốt luôn cho các bác. Mùa này mùa hè ở ngoài Bắc thì nó hay là ở trong Sài Gòn thì cực kỳ nóng luôn. Các bác mua cái này về làm cái nguồn để chạy động cơ phun xương thì cái này rất là tốt. Ok. Con này là xuất khẩu đi EU nhá, con này sản xuất tại Đài Loan. Con này xuất khẩu EU này. Con này á là điện 220 đến 240V, điện áp ra là DC 41 đến 48V các bác nhá, 41 đến 48V, có thể chỉnh từ 41 đến 48V, 8,4A. Bên hông nó có công tắc này, con này bán nhiều rồi. Bác nào mua thì biết rồi. Đấy, con này bán nhiều mà. Đấy, con này thì rất là to, nặng 1,2 kg lận, có quạt tản nhiệt đồ các kiểu, có quạt tản nhiệt này. Thì có một số con nó bị hư nên là em đã thay quạt tản nhiệt cho các bác rồi nên các bác yên tâm. Rồi, con này em chỉ bán có giá là 100.000 một con thôi. Giá này rất là tốt rồi. Các bác nào có nhu cầu lấy 2 3 con, 3 4 con thì cứ alo nhé. Và giá đây em chưa bao gồm phí ship đâu các bác nhé. Giá đây em chưa bao gồm phí ship nên là bác nào mua có nhu cầu mua thì cộng thêm tiền ship giúp em ấy nhá. Rồi. Rồi, tiếp theo là đến cái đám này. Thì cái đám này thì nhiều bác cũng khá là nhiều bác mong đợi đây. Lâu quá rồi em không có hàng để em bán này. Thì trước mặt các bác đây là 3 con Mitsu, con này hư nhá, con này hư, 2 con này sống thì con này em tặng. Đấy, coi như con này em tặng các bác nhá. Đấy, tặng con này em để riêng ở đây. Rồi, 2 con này nhá, hai con Hammer thời gian Mitsubishi, con này có vỏ, con này không có vỏ. Đấy, con này có cái mặt, con này không có mặt. Hai con này em bán cho các bác giá là 100.000, xài điện 220 mình nha các bác nhá. Mitsubishi các bác nhá. Tặng thêm con kia để các bác dự trữ. Khi nào hư các bác lấy đồ các thay, con này hư nhá. Rồi, 2 con này mã số 12. Mã 12 giá 100.000. Mã 13 là hai con điện tử này. Của con này, hai con này là của Panasonic. Đấy, một con Bana, một con Nati, hai con này điện tử tất cả còn đang hiện tại đang còn pin sống hoạt động bình thường. Cái hàng điện tử này nó khó chỉnh lắm. Nên là em còn không biết chỉnh nên là các bác mua về tự mò nhá. Lưu ý giúp em tự mò. Đấy, nên là hỏi lại shop thì shop cũng không biết. Không biết luôn nha các bác nhá. Thì bao các bác là sống thôi. Còn mà sử dụng như thế nào thì con này em đang các bác cứ lấy Google dịch cho các bác dịch nhá. Bởi vì em ít cái này nên em bán cho các bác hai con chỉ có 120 thôi, sống ok. Mã 13 giá 120.000.
Đấy, nói luôn chứ khỏi mất lòng. Đấy, còn con này thì shop có thể hướng dẫn được, con này thì dễ. Rồi, 4 con con nhá. Lưu ý ở đây là em có 4 con, 4 con này đều đẹp hết. Đấy, 4 con loại này thì con này là mã số 14, 4 con này giá là 280.000, 70.000 một con. Là 4 con em bán cả 4 nhá. 280.000, con này là hammer thời gian cơ các bác nhá. Con này cơ cực kỳ bền luôn. Đấy, cơ các bác nhá. Đấy, cơ. Con này là điện áp của nó cũng là 220V luôn các bác nhá. Hàng này xài cơ. Con này hammer cơ này các bác này. Đấy, đầy đủ mặt nhá. Hàng này đầy đủ mặt 14, giá 280.000. 15 là ba con này. Lưu ý là ba con này và sẽ được tặng kèm thêm một con này nữa. Đấy, tặng kèm thêm một con này nữa. Mới con này nó không có mặt. Đấy, mới con này nó không có mặt các bác nhá. Lưu ý giúp em với. Và ở đây em bao sống cho các bác nhá. Bao sống cho các bác. 15 này là ba con hammer cơ. Đấy, thằng này là Panasonic này, Panasonic. Panasonic thì nó sẽ sản xuất tại China. Còn Nati sản xuất tại Nhật. Nhưng mà cái đấy thì không quan trọng các bác ạ. Quan trọng là nó của một hãng thôi. Đấy, nó của một thằng mà ra một bố một mẹ đẻ ra thôi. Nó ngon là được. Đấy. Con này ạ, con này em bán cho các bác giá là ba con giá là 150 tặng thêm một con các bác nhá. Đấy, ba con 150 tặng thêm một con. Ba con này 150 tặng thêm một con này. Đấy, 150 các bác nhá, 150k. Rồi tiếp theo ba con này cũng sẽ được tặng thêm một con này nữa. Nó không có mặt các bác nhá. Sẽ được tặng thêm một con này nữa. Thì ba con này. Đây. Ba con này giá là 150.000 luôn. Đấy, ba con tham mơ cơ nữa này. Đấy, giá là 150.000, mã 16, 15 16 nhá. Con này 15, con này 16. Rồi tiếp theo là hai con ngon sờ lành này. Con này là 17, con này như mới này. Con này cũng còn khá đẹp. Rồi hai con này là cũng là tham mơ của Mitsu này, con này Mitsu này, con này của Osaki. Con này là điện của nó là tham mơ điện tử các nhá, điện tử. 17, giá của hai con này là giá là 150.000. À 120.000 điểm xin lỗi. 120 các bác nhá. Đó. Tiếp theo em có một cái bóng. Em có 13 cái các bác nhá. Cái này em có 13 cái, các bác mua 2 3 cái thì tùy. Cái này á là bóng đuôi đèn là đuôi 34 các bác nhá. Đuôi 34. Đuôi này đuôi 34 các bác nhá. Lưu ý về mua đuôi 34 giúp em. Bóng này rất là sáng các bác nhá. 40W. Điện áp sử dụng của nó chỉ có điện 100V thôi các bác ạ. Đây, em gỡ một con ra cho các bác xem rồi này. Đấy. Em gỡ một con ra cho các bác xem đây. Đây, nắp đây. Thì cái này em sẽ đóng vào thôi. À, cái này đuôi 34 các bác nhá. Đuôi 34. Rất sáng các bác nhá. Nguyên cái phần này. Đấy, nguyên cái phần này nó là nhôm. Nhôm tản nhiệt hết chứ không như bóng Việt Nam mình ở đây nó nhựa nhá. Đây nó nhôm tản nhiệt hết này. Đấy, đây là bóng LED các bác nhá. Bóng LED gọi là sáng lắm các bác. Cái này 40W, công suất của nó 40W, xài điện 100V thôi các bác nhá. Lưu ý xài điện 100V giúp em. Em bán cho các bác giá là 100.000 một cái các bác nhá. 100.000 một cái. Bao bao sáng các bác nào. Cái nào các bác kêu không sáng trả lại em. Không mất 1.000 nào tiền ship. Đấy. 18 giá là 100.000 các bác nhá. 100.000 một bóng các bác nhá. 100.000 một bóng như thế này. 40W các bác ạ, 40W. Đấy. Cái này nó là của Nhật nhá các bác nhá. Cái này của Nhật nên là giá thành nó cũng bình thường thôi, 40W mà 100.000 thì cũng như cái bóng Việt Nam mình thôi. Như bóng Việt Nam mình nó sẽ lởm hơn một tí. Rồi, tiếp theo là hai con ti. Hai cái ti này ti hơi các bác nhá. Cái này nó là ti hơi các bác này. Mà em không biết nó xài kiểu gì các bác nhá. Em không biết nó xài kiểu gì đâu. Đấy, nó bằng hơi thôi. Cái này á, nó chiều dài tổng cộng của nó là 38 cm các bác nhá, 38 cm. Đấy, 38 cm nhá. Em bán một cặp. Cặp này em bán 300 các bác nhá. Đấy, nhôm nhức tùm lum tà la này. Cái này bằng nhôm này. Đấy, các bác chẳng làm đến cái gì thì các bác phải tháo ra lấy đồ này làm gì làm. Đấy, 300.000 các bác nhá. Mã số 19, giá 300. 18 là đèn. Rồi, 20. 20 em lên cho các bác một cặp ti hơi các bác nhá. Một cặp ben hơi này. Cái này ben hơi các bác nhá. Đây này, kéo cái này lên. Cái này sao nó kéo lên mạnh lắm các bác. Đấy, cái này kéo lên là hơi nhá các bác nhá. Các bác đóng hơi vào đây để nó đẩy lên. Cái này dùng hơi các bác ạ. Đây là một cặp. Con này thì nó có cái này, con này thì không có này. Đấy, con có con không nhá các bác nhá. Con này để em xem hành trình nó bao nhiêu đấy. Em đo hành trình các bác nhá. Hành trình của nó là 21 các bác nhá. Hành trình 21, cái này 21 này. Đó, tổng chiều cao à chiều dài đến cái đầu này nhá, đến cái đầu này. Nó là 60 phân. 64 phân
Đây các bác xem này, 64 phân này. Đấy, 64 phân, nếu tính lên đến đỉnh 65 phân này. Đấy. Rồi, con này á, khi mà thu lại hết, đấy, thu lại hết thì nó sẽ được bao nhiêu đây? Thu lại hết thì nó sẽ được 45 phân. Đấy, rồi. Con này á, đây, em cho các bác xem đây. Nó rất là mới nhá, con này của SMC các bác nhá, SMC, cặp này mua mới nhá. Em đảm bảo cho các bác giá không bao giờ dưới 15 triệu. Bác lên eBay các bác thấy. Đấy, con này các bác lên có thể lên eBay. Bác thấy, nói chung là nó bao nhiêu thì kệ nó đi. Bây giờ em quan tâm đến giá bán bây giờ thôi đúng không các bác? 20, mã 20 giá 1 triệu mốt cặp ti này. 1 triệu mốt cặp ti này các bác nhá. Em bán cho các bác giá là 1 triệu mốt cặp này các bác nhá. Cả cặp các bác nhá, lưu ý là cả cặp. 1 triệu mốt thôi. Bác nào có nhu cầu hợp nhãn là alo. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo em lên cho các bác 21 là cặp lọc này. Đấy, cặp lọc này là của MC Made in Japan các bác nhá. Đấy, cặp lọc này. Em bán cả cặp các bác nhá. Đấy, cặp này lọc nước rồi. Đấy, một con lọc nước, một con lọc dầu thì phải. Cặp lọc lớn này các bác nhá, lọc lớn luôn. Đúng là một con lọc nước, một con lọc dầu này. Rồi, cặp này em bán cho các bác giá là 21 này giá là 220.000 cả cặp các bác nhá. 220.000 cả cặp. Có cả ống luôn này. 220 cặp này các bác nhá. Rồi tiếp theo em có một bộ taro. Đây nhá, các bác lưu ý nhá. Đây, cái chân này nó hơi nứt một tí này. Đấy, bộ taro này thì nó hơi nứt một tí nhưng mà em không biết công dụng của cái bộ này đâu, nó mới lắm các bác ạ. Nó dùng ít. Đây. Em không biết là nó làm kiểu gì. Nói chung là không biết là lưỡi nhức lung tung. Đây cũng còn mấy cái lưỡi này. Bộ này thì nguyên như thế này, cả thùng như thế này, em bán cho các bác giá là 250 nhá. Cái này 250.000. Mã số 22 250.000. Rồi, 250.000 các bác nhá. Rồi, tiếp theo em lên cho các bác một con bơm. Đấy, lên cho các bác một con bơm các bác nhá. Con này là bơm hơi các bác nhá. Con này bơm hơi này. Các bác về thì gắn có bình rồi thì gắn lên bình cái là chạy thôi. Con này là đây, em sẽ đọc cho các bác nhá. Điện áp vào của nó là điện 100V các bác nhá, lưu ý điện 100V nhá. Đấy, con này là 295W các bác ạ. Điện 100V 50Hz sẽ được 295kW. Còn các bác chạy điện 101 thì nó sẽ được 305W này. Đấy, hơn 300W. Đấy. Rồi, con này là lưu lượng lít trên phút này. Nếu mà các bác chạy điện 100V á thì được 21 lít trên phút. Các bác chạy điện 101 thì sẽ được 25 lít trên phút này. Đấy nha. Đấy, nó có sách máy có trứng. Con này của Hitachi các bác nhá, Hitachi. Các bác có bình rồi thì các bác về chơi con này vô là đẹp luôn. Em bán cho các bác con này là mã 23, giá 520.000, bao chạy bao sống, hoạt động đầy đủ các bác nhá, hoàn chỉnh các bác nhá. Đấy. Nói chung mới lắm, con này còn mới lắm các bác, mua về là chỉ có gắn vô máy thôi, có sẵn dây này. Đấy, gắn vô máy rồi này nọ thôi. Đó, con này là 520.000 các bác nhá. 520.000, con này khá nặng này các bác ạ. Đó, 520.000, mã số 23. Mã số 24 ở đây là các cái đồng hồ. Đấy, các cái đồng hồ này. Đấy, có một cái thì nó mất cái nắp đâu thôi, còn lại là đầy đủ nắp hết các bác nhá. Đấy, đồng hồ này thì còn sống hết. Đồng hồ hơi các bác nhá. Đấy, đồng hồ hơi. Ở đây nó gồm 24 cái. Đấy, 24 chiếc đồng hồ. Thì như cái đồng hồ đẻo ở ngoài thị trường em đi mua một cái đồng hồ như này nó tầm 45.000 rồi. Và ở đây nó có 20 cái các bác ạ. Đây hai cái to nhỏ lẫn lộn. Đây có cả nhiều cái to lắm các bác. Đây, những cái to mới tinh như này đó. Đấy, em bán cho các bác hết lô này nhá. 20.000 một cái, 24 cái, giá 480.000. Giá 480.000, 24 cái các bác nhá. Đây tính ra là 24.000 một cái. À 20.000 một cái, em xin lỗi. 20.000 một cái, có cái này nó nứt kính này. Một cái thôi. Còn lại là ok hết. Cái này là tuột này. Bóp vào là được thôi. Đấy, rồi MC hết các bác nhá. Đấy, cái đồng hồ hơi này. Những cái này thì các bác yên tâm, không có gì để hư đâu. Đó. 25. Đây, 25. 25 thì gồm 21 bộ. 21 bộ như này nhá, thì em lười bán lẻ quá. Nên là em bán cả cho các bác nào về dọn bán cho khách. Đấy, bộ này là bộ điều áp hơi. Đấy, điều áp hơi các bác nhá, điều áp hơi. Đấy, chỉnh điều áp các bác. Nói chung là toàn đồ SMC ngon lành cả thôi. Made in Japan luôn các bác ạ. Đấy, toàn đồ xịn thôi.
Nói chung là nguyên cái này nó có cả hai quả lọc này nữa. À, tổng cộng là 21 món. 21 món như thế này các bác nhá. Thì bình thường những cái này em lọc ra lẻ một cái như này em bán 150 đến 200 nghìn rồi. Mà hôm nay em lười quá, em bán cả như thế này cho các bác nhá. Bán rẻ luôn. Giá mã số 25 1 triệu quả đống này. 1 triệu bác cứ tính đi, 21 món thì các bác tính đi. Chưa đến 50 nghìn một món nhá các bác nhá, chưa đến 50 nghìn một món đâu. Giá quá là tốt rồi, bác nào lấy alo nhá. Đó. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo đây là van này, lọc đồ tùm lum đó. Nói chung là van khóa hơi này. Nó khá là nhiều cái bằng đồng. Đấy, 100 đây. 1/2 cái gì này. Đây nữa này, nhiều lắm. Van viết tùm lum tà la. Đấy, van viết tùm lum tà la các bác nhá. Đấy, có cái van nữa này. Đấy. Rồi, con này mã 26, giá 250.000. Đống này luôn các bác nhá. Cả đống này luôn các bác nhá. Đấy, cả đống này giá 250.000 quá là hời luôn rồi các bác ạ. Những cái van mà van hơi như này các bác mua đi. Các bác cứ đi ra tiệm mua là biết bao tiền à. Em đã từng đi mua rồi nên là em biết rồi. Rồi, 250.000 các bác nhá, 250.000. Rồi, tiếp theo em có mấy cái đầu nối nhanh hơi này các bác này. Cái đầu hơi các bác, nó đầu của máy hơi các bác. Đấy, cái đầu để nối nhanh này các bác này. Nối nhanh hơi này các bác này. Đấy. Đầu nối nhanh hơi này. Đấy, thì ở đây á có cái thì Japan mà có cái thì Taiwan các bác nhá. Có Japan, có Taiwan. Đấy, đầy đủ luôn các bác ạ. Japan này. Nói chung có cả Japan, có cả Taiwan. Đấy, Taiwan này. Đấy, thì em đã xếp là lộn xộn cho các bác rồi. Ở đây thì cứ 10 cái. Nhưng mà giá này thì nó quá rẻ luôn rồi. 10 cái, cái này là mã 27 này. 10 cái giá 200 này. Mã 27 đây các bác nhá. Các bác xem mã 27 này. Đấy, đúng thì các bác nhận nhá. Mã 27 gồm 10 cái như thế này. Đấy, cứ 10 cái. 10 cái là 200.000. Có nghĩa là 20.000 một cái. Quá là tốt rồi các bác nhá. Rồi, tiếp theo. Mã 28 này. 28 cũng 10 cái này. 1, 2, 3, 4 này. Này tháo ra được các bác nhá. 5, 6, 7, 8, 9, 10 các bác nhá. Cứ 10 cái. Cái này em bỏ vào đây thêm. Đấy, 10 cái. Mã 28 giá 200 này. Đây, mã 28 đây các bác nhá. 28 này các bác này. Đấy. 29 này các bác này. 29. Đấy, 29 các bác nhá. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đấy, 200 này. 30 này. Đấy, 30 đây các bác nhá. 30 đây. Đấy, 30 đây các bác nhá. Đấy, các bác chụp màn hình lại. 200. 31. 31 đây. 200 các bác nhá. Đấy, có cả cái van chia này. Đấy, nó em đã tương ứng từng cái một cho các bác rồi. Cái nào nó cũng sẽ có cái van chia như thế này. Đấy, cái thì chia nhiều, cái thì chia ít, nó dùng lộn xộn nên cũng đảm bảo các bác 10 cái là đẹp nhá. Đấy, ba đấy là bốn mã này nhá, cứ 200 một mã đồng giá. Đấy. Rồi, còn đây. Đây là cái mã này. Mã 32, giá là 100.000 các bác nhá, cái súng xịt hơi này. Đấy, cái súng xịt hơi này các bác nhá. Cái này lắp ấy vào đây, lắp dây vào đây. Các bác xịt vào đây, bấm vào đây xịt. Đấy, con này súng rất là ngon, giá 100.000 các bác nhá. 32 100k. Đó. Thì đây là những cái món này, thì các bác nào có nhu cầu mua những cái món này thì alo nhá. Tí nữa em sẽ quay thêm một ít cái pin áp cách ly nữa. Thì bác nào có nhu cầu alo em nhá. Rồi, tiếp theo còn một ít lọc nguồn các và pin áp cách ly. Thì bác nào có nhu cầu cần thì alo nhá. Rồi, đầu tiên em có một con pin áp cách ly nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương, con này nặng 3,5 kg thôi. Nhẹ nhàng các bác nhá. Giá này. Con này là điện áp vào của nó là 100. À xin lỗi, điện áp vào của nó là 220V. Đấy, điện áp vào của nó 220V, điện áp ra là 100V. À, con này là 145VA. Đấy, 145VA xài quạt tủ lạnh, quạt này, tủ lạnh này, thậm chí xài mấy cái đồ nhỏ nhỏ là ok các bác nhá. TV này nọ là ok, đồ nhặt là ok. Mã 33 giá 380.000. Đấy, con này bao ship nhá. Bao ship cho các bác luôn. 34 các bác nhá. 34. Đấy, 34 là một con biến áp, con này nặng 12 cân các bác nhá. Điện áp vào của nó là 0 200, 0 220. Điện áp ra của nó là 100 và 110. Đấy, cộng của nó là đây, cộng 100 này. Cộng 100 này, cộng 110 này. Đấy, thì con này ạ, đây ngoại hình thì các bác thấy nhá. Ngoại hình thì chỉ được như thế này thôi. Em không tút tát gì hết các bác nhá. Đấy. Nói chung ngoại hình được thế này nhá. Em bán giá là 1,2 triệu. Hiện tại thì các bác, bây giờ các bác đi mua pin áp cách ly rất là hiếm. Trên thị trường bây giờ cực kỳ hiếm luôn các bác nhá. Đấy, em phải nói luôn là cực kỳ hiếm luôn. Bởi vì đến 3 tháng nay rồi không về được một công nào. Hàng này hàng tồn thì còn thôi các bác ạ.
Và những con hàng này em đảm bảo cho bác là không rung lắc, xài chất lượng ok nhá các bác nhá, xài chất lượng ok hết. Đấy, con này một cái KVA các bác nhá. Con này mã 34 1,2 triệu. Con này mã 34 em có 2 con các bác nhá. Mã 34 em có 2 con. Đấy, đồng giá 1,2 triệu. Các bác có thể lấy một con hoặc hai con. Đấy, con này của Kasuga hết các bác nhá. Hai con này giống hệt nhau các bác nhá. Con này mất tem thôi. Con này thì còn tem này, giống hệt nhau các bác nhá. Giá là 1,2 triệu một con, nặng 12 cân nhá, em bao ship cho các bác. Đó. Rồi, mã 35 là một con 1,6 kg các bác nhá. Con này 1,6 kg này các bác này. Con này còn khá đẹp. Đấy, con này còn khá đẹp. Nói chung là biến áp cách ly thì ở ngoài nó đã phủ ấy hết rồi nên các bác yên tâm nhá. Đấy, không phải sợ đâu, kệ nó. Quan trọng là nó dùng ổn định chất ok là được. Dây riếc nó to. À, các bác xem này. Dây riếc nó to là được, dây đồng không à. Bữa nay đồng thì đắt. Đấy. Có những con em phá ra bán còn lời hơn cho các bác luôn. Đấy. Rồi, mã 35 này, con này là 1,6 kg, giá là 1,8 triệu các bác nhá. 35, giá 1,8 triệu, điện áp vào 0,200. Đây cho các bác xem này. 0,200, 0,220, 0,204, điện áp ra là 0,100V các bác nhá, 0,100V. Giá là 1,8 triệu các bác nhá. Mã 36, con này là điện áp của nó vào là 0,200, 0,220. Điện áp ra là 0,100, 0,110. Con này thì là chỉ có 500VA thôi các bác ạ, 500VA thôi. Con này bẻ đây xíu. Thì em bán con này nặng 7,5 kg, giá 800.000 các bác nhá, bao ship. Ở đây Vinap em bao ship hết cho các bác cho khỏe. Rồi, tất cả thì Vinap các bác cọc tiền nhá, cọc tiền hoặc là chuyển khoản hết giúp em nhá, chứ không là em không ship đâu. Rồi, tiếp theo con này là mã 37. 37 con Tozumi này. Con này là 800VA các bác nhá, nặng 9 kg. Con này em bán cho các bác giá là 900.000. Đấy, con này cũng có bẻ đây xíu nhá các bác nhá. Lưu ý giúp em vậy. Hiện tại thì bây giờ các bác bảo đi mua cho các bác một con hàng đẹp khó lắm. Em thật sự một câu là hơi khó. Rồi, tiếp theo con này là con này thì hiện tại nó đang hàng 3 pha các bác nhá. Hàng 3 pha. Thì các bác có thể về các bác đấu thành một pha được. Thì cái này tùy ra các bác mua về nghiên cứu nhá các bác nhá. Còn cảm thấy mà khó bán quá thì con này em có thể rã ra. Con này rã ra em chắc chắn là bán sẽ được ngang ngửa tiền. Gần ngang ngửa tiền. Đấy, bởi vì cái này em bao ship nữa. Thì đồng con này thì bữa trước là anh rã một con thì anh báo với em là con này rã ra sẽ được tầm khoảng gần 6 kg đồng. Mà đồng bây giờ 215.000 ký. Thì với lại còn phe nữa, cái phe này thì hiện tại em đang bán là 15.000 một ký. Phe này. Đấy, phe này thì bác biết rồi, 15.000 ký thì phe này thì nó trả được bao nhiêu hết cả, nó chỉ được tầm khoảng mấy chục nghìn thôi. À, mấy trăm nghìn thôi. Đấy, phe này nó không đáng. Rồi con này nặng 24 cân. Đấy, con này điện vào này. Rất là nhiều cấp điện vào nhá. 200 này. 203 pha này các bác này. 203 pha thì con này em nghĩ có thể tách ra được các bác, có thể tách được các bác ạ. Rồi cái đấy các bác về tự xử nhá. Đấy, ra 100 hoặc 220 thì các bác về tự xử được. Rồi con này em bán cho các bác giá là 24 cân, giá 2 triệu. Giá 2 triệu nhá. Bác nào cảm thấy ưng mắt thì mua nhá. Con này thì đây các bác thấy là dây đồng chi chít luôn. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo mã số 39 là hai con. Hai con nhá, em bán hai con gộp nhá. Hai con này em bán cả hai nhá các bác nhá, Tozumi. Thì bởi vì sao là phải bán cả hai? Điện vào của nó chỉ có 0,100, 0,110 thôi. Thì các bác muốn vào con này thì bắt buộc các bác phải dùng hai con đi vào điện 220 thì các bác phải dùng hai con các bác nhá. Dùng hai con thì nó sẽ ra điện 100 cho các bác. Đấy, điện 100 và 110 cho các bác thì các bác có thể vào 220 ra 220 được. Đấy, con này thì nó lại một điều nó là như thế. Bắt buộc các bác phải vào hai con rồi ra hai con này thì nó mới dễ. Chứ còn không thể nào mà các bác vào một con được các bác nhá, không thể nào vào được một con nhá. Bởi vì vào một con thì các bác chỉ vào được điện 100 thôi thì nó ra bên là ra điện cách ly sạch cho các bác thôi. Còn các bác mà muốn lấy 220 vào 220 ra 220 ra 100 thì các bác lấy hai con này giúp em nhá. Mã 39 em bán cả hai con này giá 2,1 triệu các bác nhá. Cái hai con này là một KVA. Đấy, đẹp giống y nhau các bác nhá. Đấy. 40 con này là con 1,7 kg các bác nhá. Đấy, con này là 1,7 KVA. Nặng 21 cân các bác nhá, nặng 21 cân. Điện vào 0,200, 0,222, 0,204, điện ra là 0. Đây, các cấp này, 0,80V, 0,100V. Và các cấp nhỏ nữa này. Điện con này giá là 2 triệu các bác nhá, 2 triệu. Rồi, chủ yếu là lấy 100V thôi các bác ạ. Cách ly sạch. Rồi, con này là 900VA các bác nhá. Con này là 900VA, nặng 11,6 cân, điện vào 0,2 0,108, 0,200, 0,202.
điện ra là 0-100V. Đây, 0-100V các bác nhá. Rồi, con này giá là 1,1 triệu các bác nhá, 1,1 triệu. Đấy, 1,1 triệu các bác nhá. Rồi, tiếp theo. Em có hai con lọc nguồn to ở đây. Đấy, hai con lọc nguồn to ở đây. Thì con này là con Sosin các bác nhá, con này con Sosin. Đây, quay ngang màn hình cho các bác xem này. Con này con Sosin các bác nhá, con này con Sosin này. Đấy, con Sosin filter. Con này là 80A các bác nhá, con lọc nguồn 80A này, cực kỳ to, nó những cái chân này to dã man luôn cái tay em này. Đây là để ngang các bạn, để dọc các bác nhá. Con này có giá là 420.000, con này đẹp lành. Không bể nứt. Con này thì hơi nứt tí này. Đấy, bên này nữa. Đấy. Con này bán cho các bác nứt cái vỏ này không bận gì đâu. Con này bán cho các bác 400, rẻ hơn 50. Đấy, 80A các bác nhá. Hai con này rất là to, hai con lọc nguồn rất là xịn. Rồi, tiếp theo. Con này là con lọc nguồn 20A made in Taiwan. 50. 50 cho con này. 50. Bác nào lấy alo nhé. Rồi, tiếp theo. Đây, đây là đống biến áp cách ly các bác nhé. Rồi, tiếp theo. Đây, em còn một con nữa. Con này là 1,5 kg các bác nhé. Vào 220 ra 110. Đấy, 1,5 kVA. Con này đổ keo toàn bộ đây. Cho các bác xem này, em tháo nắp đít ra cho các bác xem này. Đây, nó đổ keo các bác nhé. Đây, đổ keo hết các bác nhé. Ở trong đổ keo hết kín lắm. Con này đây là cách ly hoàn toàn luôn. Vỏ cũng không dính luôn. Rồi, con này là 45, mã 45, giá là 1,7 triệu. Em bao ship không nhá. Bác vặn con ốc này ra, dây dựa em để trong này này. Cho nó gọn, em mở cái đít ra để cho các bác xem nó đổ keo thôi. Rồi, con này giá là 1,7 triệu các bác nhá. Rồi, em còn ít lòng nồi nữa. Lòng nồi này, robot này em thanh lý bán nốt cho các bác nhá. Bán nốt những cái lòng này đi. Đấy, lòng này các bác nào mà vợ la vợ mắng hay thế nào á, hay là tiêu cực quá trong cuộc sống vợ chồng thì các bác cứ liên hệ em nhá. Đấy, các bác cứ liên hệ em sẽ bán cho các bác một cái lòng nồi. Đấy, còn y thì các bác tự may nhá. Đấy, các bác chỉ cần đầu trần chân đất thôi là đấy, các bác hiểu nhá. Rồi, đây thì cái lòng nồi này, đấy thì phải đi theo thầy thôi, gọi là sự giải thoát đấy các bác. Rồi, em đùa cho vui thôi các bác nhá. Rồi, cái này là mã M2 này, rộng 17,8, cao 11, đấy, cao 11 các bác nhá. Lòng này là lòng nhận từ. Đấy, lòng nhận từ thì các bác em biết rồi. Các bác em báo nhiều, bán nhiều rồi. Cái này là mã 2, giá 80. 0,63 lít các bác nhá, 0,63 lít. Các bác nhìn trong này nó đẹp như thế này cơ mà. Đấy, lòng này tất cả thì nó đều là lòng mới, nó chưa sử dụng. Nó chỉ có chồng lên nhau thì những cái viền này nó sẽ có chảy một xíu các bác nhá. Bên trong thì láng o như mới các bác nhá. Nó là mới rồi. Ở ngoài thì nó sẽ có chảy nữa các bác nhá. Nó sẽ chảy sữa ở ngoài bởi vì không thể nào tránh được. Đây, cái lòng này đáng nhẽ là hết rồi này. Đấy, mà không biết bữa trước có khách nào trả về hai cái. Đây là em lại còn hai cái các bác nhá. Còn đúng hai cái thôi. Sức sát này. Lòng này nó của Bana đấy, cái này nó cũng của Bana đấy. Đây này các bác nhìn này. Các bác nhìn nghe vọng không? Các bác nghe chưa? Nó vọng chưa? Rồi, cái này lòng từ hết các bác nhá. Mã 3, rộng của nó là 20,8. Cao là 11,8 các bác nhá. Đấy. Đây. Đấy. Đó. Rồi, con này là 1 lít các bác nhá, lòng mã số 3. Giá là 120.000 và em các bác đừng hỏi em là lắp được vừa lòng nào và như thế nào nhá. Em không biết đâu các bác ạ, em không biết đâu. Đấy, em không biết là lắp được vừa lòng nhà các bác hay không hay như nào đâu. Thì bao các bác em không biết nhá các bác nhá. Em nói thẳng luôn là em không biết. Còn cái chuyện mà các bác mua về không lắp được hay là phải như thế nào, em xin lỗi luôn là em không biết nhá. Không biết lắp được vừa cái lòng nào và son như thế nào được các bác nhá. Đấy, thì em chỉ biết nó là lòng của hãng gì và nó chiều cao, chiều rộng. Thế các bác thích vừa thì mua. Còn cái này lưu ý nhá, các bác lưu ý nhá. Các bác cảm thấy mà vừa hoặc là các bác mua về không vừa thì các bác để kho cá hay cái gì thì các bác hãng mua. Chứ còn mà các bác mua về mà không đồng ý, theo ý các bác này trả lại thì em không đồng ý đâu nhá các bác nhá. Bởi vì cái này nó em gửi đi là nó mất tận với 25.000 tiền ship một cái, gửi về nữa nó mất thêm 20.000 tiền ship nữa, thì các bác biết thì 45.000 tiền ship không là không là rất là vô lý. Đây là các bác lưu ý nhá. Vừa thì các bác dùng luôn vào nồi nhà các bác, không vừa các bác để dùng vào việc khác hoặc các bác nấu canh, nấu bếp từ. Chứ còn không có chuyện là các bác không vừa là các bác tao trả lại nhá, thì cái đó em xin phép là em sẽ không bán. Đấy, không phải chảnh chó gì đâu, nhưng mà cái đấy là điều dĩ nhiên thôi, buôn bán mà. Bây giờ mà tự dưng bỏ
cái này đi gửi đi xong rồi khách hàng không nhận, nó đã mang bực vào 10 người rồi đấy, chẳng hạn như nó lỗi thì ok, rất thông cảm với các bác là em xin cho hoàn về hoàn toàn luôn. Còn mà nó không lỗi mà do các bác, là không phải do như kiểu qua các bác, thì các bác mà trả về thì cái đấy là thực sự là em hơi buồn, bởi vì em đã nói trước rồi đấy, các bác lưu ý giúp em nhé. Rồi cái lòng này nhá các bác nhá, lòng này mã M4 này, lòng tô 1 lít này thì cái này em bán nhiều rồi. Cái này hiện tại này đấy, trên viền thì các bác thấy này, nó có sứt đấy, trên viền chứ trong lòng nó không bao giờ có nhá. Lưu ý nhá các bác, trả về với lý do là trên viền này xước là thôi em cũng không đồng ý nhá các bác nhá, lưu ý giúp em với. Đấy, cái này thì em đã nói rõ rồi đấy, và bây giờ cái giá thành nó rất là rẻ. Mã M4 này giá rộng 22 cao 11,8 này, giá có 120.000 thôi các bác ạ. Lòng từ các bác nhá, đấy bên ngoài nó có chảy xước các bác nhá, lưu ý bên trong thì đẹp như mới đấy. Cái này lít 8 này các bác này, mã M5, cái này là rộng 25 cao 15,8, giá là 230.000. cái này tất cả những cái lòng nồi này em sẽ không bao ship đâu nhá, lưu ý là em không bao ship nhá. Đấy, không bao ship nhá, em giảm giá hết cỡ rồi. Đấy, về đây gọi là giá sập sàn rồi. Cái lòng này còn được có 10 cái. Cái này còn 10 cái này, cái này còn nhiều, cái này em còn tới 180 cái. Cái này em còn rất nhiều nha các bác nhá. Cái này còn rất nhiều này. Còn cái này còn 2 cái, còn cái này còn 7 cái. Đấy, không còn nhiều đâu. Các bác nào có nhu cầu lấy alo nhá. Cái này 230.000 này, mã M5. Các bác lưu ý nhá. Đọc rõ mã giúp em nhá. Còn hỏi bảo em cái lòng tô, lòng bana hay là cái gì nhá. Và tất cả còn lại nhá, các bác đừng có hỏi em rồi. Giúp em là giúp em, bởi vì mất thời gian của các bác. Đấy, mất thời gian của các bác thì em chả sao đâu, các bác gọi em càng vui. Nhưng mà mất thời gian của các bác là có lòng Joji, không có lòng xoài, không lòng này lòng kia. Và em xin thưa mà không có nhá, em không có một lòng nào bất kỳ khác ngoài mấy cái lòng này. Em không có một bất kỳ cái lòng nào khác không nhá, ngoài mấy cái lòng này là không có bất kỳ một cái lòng nào khác. Lưu ý giúp em nhá. Rồi, tiếp theo còn hai con robot Hắc Bạch và Vô Thường này. Bữa trước dọn được hai con, bán cả hai rồi. Hôm nay lại lên hai con cho các bác nữa. Hai con này em chưa đánh bóng luôn. Đấy, chưa đánh bóng luôn, để mọc cho các bác xem luôn. Hai con màu trắng và màu đen, bác nào thích lấy con nào thì alo nhá. Hai con này thì em đã lên pin rồi. À, kéo sạc. Đấy. Rồi, hai con này giá 1.8 triệu một con. Máy pin sạc đầy đủ sạc. Đã lên 220. Đấy, đã lên 230, pin đóng mới các bác nhá. Pin đóng mới, pin đằng sau rất là sạch, rất là đẹp như này các bác nhá. Đấy, chân cẳng này, các bác thấy này, chân cẳng này. Đấy, chưa mòn phân nào nhá. Đây này, chân cẳng này. Ok chưa? 1.8 triệu một con các bác nhá, bao ship toàn quốc, bảo hành 3 tháng. Lỗi đổi. Lỗi đổi khác các bác nhá. Lưu ý là như thế, lỗi cái gì em đổi cái đấy, pin nhà trồng được thì các bác khỏi lo. Rồi các bác nào có nhu cầu mua biến áp cách ly, mua đồ linh tinh kia thì cứ báo em nhé. Cảm ơn tất cả các bác đã xem video của em. Nhớ cho em xin một like, đăng ký kênh ủng hộ ạ. Em chào các bác.